cái tăng phô riêng biệt. Và mỗi vế nó sẽ có sử dụng là 8 ô tù lọc nguồn, và tổng có nghĩa là nó đối nghịch nhau phía dưới, nhưng mà vị hai vế và hai vế công suất nha. Đây, đây là mũ vế này, vế trái này, vế phải này. Vâng, em Chiến tiếp tục giới thiệu cho các bác một con đẩy QSC khủng 12T. Con này khá là hiếm nha các bác, đợt này em về có một con 12T này. Và em báo giá luôn để tiện các bác cân đối. Em này giá 14.500.000 với một thiết kế rất là to và nam tính. Đây, các bác thấy thiết kế vuông vức nha, không bo tròn như model là 1500 hay là 1600. Nó vuông vức, rất là nam tính. Và ngôn ngữ thiết kế đa số là góc cạnh cho ngoại hình chúng ta thấy sự mạnh mẽ. Em này giá 14.500.000, rất là xuất sắc luôn nha các bác. Con này model này rất là hiếm nha. Em nói sử dụng điện 100 đến 120V nha các bác, rất là xuất sắc luôn. Sử dụng trạm loa mỏ chim vạn ốc nha, hai cầu và cầu tín hiệu vàng 6 ly. Trước khi đi em sẽ gửi vàng 6 ly cho các bác kém nha. Hay là quạt tản nhiệt, nói chung là đẹp xuất sắc luôn. Rồi, đẩy thì nó vậy thôi, nó chỉ có đường tín hiệu vào và đường loa. Và phía trước ngoại hình của nó em nói là quá xuất sắc luôn nha. Bác nào sưu tầm con này về chơi gia đình, về đánh những cặp loa full, loa boss, loa BMB, loa GB vân vân, thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Giá trên đã bao gồm phí ship. Nếu các bác ở xa cọc tiền thì cọc cỏ ít nhất là 2 triệu nha các bác. Các bác lưu ý bên em chỉ phân phối những sản phẩm hàng bãi Nhật, Mỹ, xịn, điện 100 đến 120V. Vâng, và sau đây em mời các bác chiêm ngưỡng cái vĩ điệp cũng như là độ khủng của con QSC12T này. Các bác thấy cái tăng phô nè. Và bo mạch nó hai lớp nha các bác. Đây là phần công suất, phần nhận tín hiệu. Đây là bo nguồn, như tất cả những nhà QSC bo nguồn nó rất là giống nha. Đây, cầu chỉ số còn nguyên, đây là quạt tản nhiệt. Có thấy đã độ mới. Con này thì lần đầu tiên cập bến tại shop 19. Thì các bác nào có nhu cầu và yêu thích con QSC này thì liên hệ cho em, yêu thích sự đẹp và chất lượng. Và con này thì hàng hiếm nha các bác. Nó là dòng model khủng, cao cấp hơn cả 1600 nha. Model QRX 1000 QSC 1600 thì bên em giá 14 triệu, còn 1500A thì giá là 19 triệu 7 nha các bác. Còn em này là 12T, giá là 14.500.000, đã bao gồm phí ship. Mời các bác xem lại một lần nữa nha, về vĩ điệp của em nó. Tất cả sản phẩm mà bên em Chiến đưa về để phục vụ các bác là những sản phẩm đã được kiểm tra và cũng đã đạt tiêu chuẩn đẹp, ghi hay, vân vân. Rồi, em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và tiếp theo em sẽ qua những sản phẩm tiếp theo để phục vụ các bác. Xin mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật và xem những video bổ ích để lựa chọn cho mình một trong những sản phẩm các bác ưng ý. Vâng, sau đây em giới thiệu và cho các bác một con đẩy rất là khủng của hãng QSC Mỹ danh tiếng. Những model mà được các bác sử dụng nhiều là 1500 hoặc là 1000. Thì đây là model 2000A nha các bác. Khủng long bảo chúa chạy 2 tăng phô và thiết kế rất là ngầu, công suất lên tới 1200W trong một cơn. Chạy trò Toshiba xanh đen. Sau đây, đây là cái nắp của em nói nha các bác. Em đã tháo ra để các bác cùng xem. Về mặt tiền của em nói thì thiết kế hầu như y chang những con QSC. Chỉ xanh, hai volume tinh chỉnh cho mũi vế phía trước. Và đi vào phần ngoại thất bên hông của em nó thì nó y chang những con đẩy khác của QSC thôi. Thiết kế màu đen rất là dễ phối ghép với những dòng van và đẩy. Phía sau là cổng kết nối và chạm loa, dây nguồn và một cái quạt tản nhiệt rất là êm. Đặc trưng của QSC là cực kỳ êm chứ không gây ồn ào như những dòng Crown. Và âm thanh của nó thì quá chỉ là tuyệt vời rồi. Nếu các bác đã chơi qua QSC thì các bác sẽ thấy được chất âm của nó rất là hay so với cái tầm tiền chúng ta bỏ ra rất là xa. So với những cái sản phẩm mà làm mưa làm gió ở Việt Nam mình như là Crown bị đội giá quá nhiều, trong khi chất âm thì rất là bình thường và rất là ồn ào khi chúng ta nghe nhạc và karaoke ra đây. Thì đối tác của những dòng QSC đã về Việt Nam và đang nắm giữ thị trường Việt Nam mình với giá thành tốt và chất âm vượt trội, công suất mạnh mẽ.
Model 2000A này thì về công suất và lực đánh thì khỏi bàn nha các bác, nó mạnh, cực kỳ mạnh và âm thanh sáng, độ chi tiết, lực đánh tốt. Rồi đối với em này thì các bác chơi những dòng loa full 40, 50 thoải mái nha. Nếu các bác chơi trong gia đình thì chơi 2-3 cặp Boss hoặc là 2-3 cặp BMB là thoải mái. Về cấu hình em nó, mỗi vế nó sử dụng một cái tăng phô riêng biệt. Và mỗi vế nó sẽ có sử dụng là 8 ô tụ lọc nguồn. Và tổng có nghĩa là nó đối nghịch nhau phía dưới nha các bác, vị hai vế và hai vế công suất nha. Đấy. Đây là mũ vế này, vế trái này, vế phải nằm dưới. Là tổng có nghĩa là nếu tụ lọc nguồn chúng ta tính tổng hết là tới 16 con tụ lọc nguồn. Và chỉ số của nó là 12.000 UF cho mỗi con tụ này. Thì các bác sẽ thấy nó khủng cơ nào. 12.000 nha bác, 12.000 UF cho mỗi con tụ này. Và tổng là 16 con tụ lọc nguồn này. Đây là phần bo công suất, phần nguồn, cấp vào và trạm loa, quạt tản nhiệt. Mẹ rất là xuất sắc nha các bác. Và giá con đẩy 2000A này giá là 15 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào sưu tầm về chơi đẳng cấp. Chất âm thì tuyệt vời, nghe nhạc hát karaoke trong gia đình. QSC 2000A giá 15 triệu đã bao gồm phí ship. Sau đây em xin phép là dừng video và mời các bác xem phí nắp trên của nó này, còn cả tem rất đẹp nha. Em tháo nắp ra để tiện cho que bên trong và chi tiết để các bác cùng xem cấu hình của những con khủng long này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Bác nào yêu thích con QC 2000A, sưu tầm em nó thì liên hệ cho em. Nói về đánh loa thì không có loa nào mà em nó ngán hết nha.